mau đi chút quà mình chia lấy nhiêu lên không? Tới đó mình moi thử xuống đó là lấy luôn đi cho đủ chuyến thôi. Không, chúng ta lấy cái lớn ở ngoài kia. Mình vác thì nó chảy vô cổ mình cắt hay hả? Còn quắn hay mình cắt không?